cô đó rất nhiều để giúp cho mẹ con với con có một căn nhà ổn định. Thứ nhất có lại cho mẹ con làm gì mệt có chỗ ngủ. Thứ hai là con có chỗ học hành. Ví dụ chị có biết rằng chị thương Oanh thì chị rất cảm ơn. Nhưng mà chị nói mẹ Oanh ơi, cho Oanh đi cho 500 triệu chứ chị thà nhận con chứ chị không nhận 500 triệu. Cô bác anh chị ạ, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà bé Oanh, 8 tuổi mà rất là thông minh đó cô bác anh chị. Hôm nay thì được tin là bé với mẹ của bé không có bán khoai ở ngoài đường nữa mà về nhà để chuẩn bị một cái ca mổ phẫu thuật vào những ngày sắp tới. Hôm nay anh em Bùi Hồ, em Phong Bùi sẽ đi đến đây thăm hỏi và cũng như là trao một số tiền hỗ trợ. Ồ, chú chào con. Ồ, bữa nay xinh gái quá ta. Dạ con cảm ơn chú. Hôm nay con với mẹ không có đi bán hả bé Oanh? Dạ, tại ở nhà để cho mẹ con đi phẫu thuật bố ạ. Dạ. Nghỉ được mấy ngày rồi? Dạ, mới từ hôm qua thứ bảy giờ ổng về hay à. Nghỉ được có một ngày bữa nay à. Nghỉ được có một ngày bữa nay à. Dạ. Mẹ con chừng nào đi mổ? Dạ, con còn nhỏ con không biết. Con bật đèn lên cho sáng tí đi. Dạ, tại vì có ai nhà không thấy đưa giấy phép lị mà giờ bị bắt tắt rồi. Ô trời ơi, bị cúp, có nghĩa là nhà không có điện nên bị tắt cúp điện luôn rồi. Vì hôm qua nay con ở nhà có điện không? Dạ không, con ngủ ở ngoài công viên. Con ngủ ngoài công viên hả? Dạ, gần ở chỗ công viên. Ừ, mẹ con đâu rồi? Mẹ con chăm biết. Vậy hả, con ngồi đây đi. Dạ. Hôm nay không đi bán buồn không? Dạ. Hôm nay không đi bán với mẹ. Nhưng mà con thấy mẹ con được đi mổ bố con vui. Bác sĩ nói mẹ sao biết không? Dạ không. Hôm nay thì gần như là hơn một tháng rồi. Chú Phong với chú Hồ mới quay trở lại thăm gia đình. Thì hôm trước là mấy chú là gặp con ở ngoài cái đường bờ kênh đúng không? Dạ. Hôm nay thì hai mẹ con về nhà. Là nhà này là nhà của ai? Dạ, nhà này là nhà của bà ngoại con. Hôm trước là em không có ghé nhà bé được thì anh Hồ có đến khảo sát cái nhà. Thì theo đâu, nghe đâu là nói là mình muốn sửa lại căn nhà này hả anh Hồ? Đúng rồi, thì cái căn nhà của bé thì hiện nay là của bà ngoại hiện nay mưa dột nát hết. Thậm chí là nếu như mà gió lớn là sẽ phần nóc ở trên đó, nó bay đi. Tại vì những cái cây đòn dông ở trên, những cái cây tre nó mục hết à. Dạ, mấy bữa nay con không có ngủ ở nhà, con ngủ ở ngoài trời. Ở kia gánh bán khoai của con để đâu? Dạ, bán khoai, đồ bán khoai để trên chẩn. Đây nè, gánh bán khoai để đây nè. Hôm con kêu mẹ ra tiếp chuyện với mấy chú nha. Dạ. Mẹ ơi. Chị thì đang mổ cái bú cổ á, nên rất là mệt. Cái này là chuẩn bị đi mổ hay sao? Dạ. Hai mẹ con. Hôm nay gặp lại chị sức khỏe chị yếu dữ. Chào chị. Ngồi đi chị. Cho bé ngồi trên chị. Cho bé ngồi trên chị ngồi dưới ha. Ngồi trên đi con ngồi dưới cha. Nhường nhau cha. Vậy hai mẹ con ngồi chung. Sáng giờ mẹ con ăn gì rồi? Dạ hai mẹ con ăn cơm. Cơm là mua tiệm hay là mẹ nấu? Dạ mua tiệm tại mẹ con mệt. Nghe đâu là nhà mình là chưa đóng tiền điện cho nên là bị cắt rồi. Là mình không biết dây điện hay là sao ạ? Dạ tại vì lúc giờ nó tự nhiên cắt điện mà mẹ con không thấy dây điện nè. Có nghĩa là bé Oanh với lại mẹ thì ngủ ở ngoài mái hiên á, ít về nhà nên người ta cắt điện luôn rồi. Và hiện nay thì họ không có báo dây điện, hôm qua giờ thì ở thầm mà, ở trong đêm hả chị? Dạ. Sao hôm qua mình ngủ vỉa hè hả chị? Ngủ công viên hả? Tại vì còn chiếc xe kia nó không kéo vô hẻm được, hẻm nhỏ rồi phải ngủ coi chừng đồ. Phải ngủ coi chừng cái chiếc xe của mình ha? Dạ, tại vì để hết một chiếc mắt rồi, có báo công an rồi mà tới giờ cũng không có gì hết. Không sao, con... hôm trước là mấy chú có quay clip hai mẹ con á. Dạ. Thì con có xem được những cái thước phim nào không? Dạ. Con có xem lại mấy clip mà mấy chú quay hình con không? Có, coi rất nhiều luôn, mấy chú nói quá hay luôn, con like con đăng ký rồi.
Rồi khi mà con xem như vậy á, con thấy mấy cô chú lớn tuổi bình luận không? Dạ, bình luận con không biết ở đâu hết trơn á. Nhưng mà con có đọc bình luận không? Dạ, con không biết chỗ bấm làm sao đọc được. Gần như là hôm đó thì mình tình cờ gặp bé bán khoai ở ngoài đường á. Và mình với anh Bùi Hồ có chia sẻ đoạn clip đó. Và sau đó thì rất là nhiều người khen là bé nói chuyện lễ phép ha. Và anh Hồ thì có lẽ là đây là một trong những bé mà lần từ đó cho mình gặp á, mình thấy mình thiện cảm nhất từ đó đến giờ luôn á. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình gặp được bé. Nói chuyện kéo dài mà rất là ngọt ngào mà lễ phép. Thật ra thì cái hoàn cảnh thì nó đáng thương hơn rất là nhiều. Có nhiều cô chú anh chị nói là bé thì nghỉ học rồi, thành thử là muốn hỗ trợ cho bé năm học sắp tới đó, để cho bé có cái chi phí đi học nữa. Cái điều mà con hiện giờ con mong muốn lớn nhất của con ngay thời điểm bây giờ là điều gì? Dạ, muốn cho mẹ con được đi mổ bụng sớm nhất ạ. Con biết là người ta mổ mẹ bao nhiêu tiền và mổ thành công không? Không biết. Không biết. Ngày mẹ đi mổ thì con có đi lên bệnh viện với mẹ không? Dạ có. Bác sĩ nói sao hả chị ha? Thấy khó thở với mệt hoài, bác sĩ nói là một tháng nó mổ nhưng mà thấy càng ngày nó càng đuối. Ui, bây giờ mới để ý cái cổ của chị nè. Chị ngồi gần lại em xem thử. Nó bị sưng một cái cục bú rất là to. Hai cục bú luôn hả chị? Trước đây thì hai anh em mình có gặp chị đó, thì lúc đó chị bị chiếc xe đó bị phỏng cái chân đó, bị cài nhắc đi không được đó, không em có nhớ không? Yeah. Hôm nay lại phát hiện thêm cái bú này nữa. Hôm ngày thì cái chi phí mà chị bán khoai đó thì có tích lũy được phần nào không chị? Dạ, yeah, bán được vài chục ngàn thì chị với hai mẹ con đủ mưu sinh thôi. Dạ. Yeah. Rồi thêm mưa gió nữa rồi đổ bỏ chia cải nữa. Có nghĩa là mưa gió tầm tã rồi khoai nó hư rồi người ta không có mua đúng không chị? Dạ, với chuối nó mùi rồi phải bỏ. Bác sĩ có báo với mình là bao nhiêu tiền viện phí đâu không chị? Dạ, mười mấy triệu. Em thấy gia đình của mình thì rất là đơn chiếc nè. Những ngày chị mổ thì bé Oanh rất là nhỏ. Thì chị phải nằm ở trong bệnh viện rồi phòng hồi sức chờ. Rồi có ai chăm sóc mình không chị? Có chị ở sớm đi nuôi. Còn bé Oanh thì sao? Bé Oanh phải đi theo, không bỏ nhà được đâu. Dạ. Không bỏ đâu. Chứ không có gỡ ai được hả chị? Bình thường thì sống thì không có cái mái nhà, ngủ thì ở mái hiên á. Thì lao động thì ngày nào đắp đổi qua ngày đó à. Đâu có được cái số tiền lớn để mà có cái một cái chi phí để mà trang trải viện phí. Rồi sau này phải dưỡng thương để mà ở nhà để mà cho nó hồi phục lại cái vết mổ đó. Thì cái thời gian đó nó rất là tốn kém rất là nhiều tiền luôn á. Chú hỏi con một cái điều nha. Dạ. Sáng nay có một cái cô ở trên Sài Gòn á, cô điện cho chú. Cô đã nói với chú như vậy nè, là bây giờ mẹ thì bị cái chân với cái bú. Nếu mà mổ ở Long Xuyên ấy thì chi phí nó thấp hơn, nhưng mà tỷ lệ thành công nó ít. Nếu mổ trên Sài Gòn là tiền tốn tiền dữ lắm. Và nếu được á thì cô đó sẽ thay mẹ nuôi con, rồi cô đó sẽ giúp cho bà ngoại có căn nhà mới, rồi chữa bệnh cho mẹ, hết bệnh luôn, mổ ở trên Sài Gòn. Thì con mẹ thấy con sao? Cảm ơn cô đó mà con vẫn ở với mẹ con hơn. Nhưng mà như vậy á, thì con sẽ... mẹ sẽ không được mổ tốt ở trên Sài Gòn. Con cũng chưa biết nữa. Con muốn mẹ con mổ bú khỏe luôn để sống mình con. Thì con ở với cô đó nó khỏe hơn. Rồi cô đó cho tiền mẹ cái mổ, mẹ khỏe luôn. Mẹ không bán khoai phơi nắng dầm xương nữa mà bà ngoại con có cái nhà mới nữa luôn. Nhưng mà con biết cô đó thương con, nhưng mà con vẫn muốn ở với mẹ con cơ. Mẹ con sợ người lạ. Thôi bây giờ vậy, nếu mà cô đó có cái tấm lòng á, cô đó nói giúp cho mẹ con, giúp nhà cho con á, thì con nhắn cho cô đó như thế nào để... Dạ, con cảm ơn cô đó rất nhiều đã giúp cho mẹ con với con có một căn nhà ổn định. Thứ nhất có lại cho mẹ con làm gì mệt có chỗ ngủ. Thứ hai là con có chỗ học hành. Và ngày hôm nay á, con với mẹ không còn bán khoai nữa để cho mẹ đi mổ. Thì ông lão ở ngay sau cái gánh khoai con á, thì ai chăm sóc ông? Dạ,
Dạ cái này là con không biết. Mẹ con á trước khi đi hái hết ruộng nước cũng mua cho ông lão đi dành uống rồi, nhưng mà đồ ăn uống thì con không biết. Rồi con có lo ông lão đói bụng không? Dạ có, nhưng mà con vừa lo cho ông lão mà cũng vừa lo cho mẹ con nhiều hơn. Nếu như con đổi lại con không còn ở với mẹ nữa thì mẹ hết bệnh thì con chịu không? Bà ngoại có cái nhà mát hơn nữa nè. Dạ không. Nhưng mà giờ con ở với mẹ thì mẹ bệnh sao? Đúng rồi, mẹ con cơ. Cái điều hiện giờ là con mong muốn lớn nhất vẫn là mẹ hết bệnh đúng không? Dạ. Bây giờ hỏi mẹ con xíu nha. Dạ. Chị, bây giờ nếu như có một cái chị gái ở Sài Gòn chị ước nguyện như vậy á, thì chị nghĩ thế nào? Nói với chị, con thương con chị thì chị cảm ơn, nhưng mà cho con chị không có cho đâu. Giờ dù cho, dù chị có biết rằng chị thương Oanh thì chị rất cảm ơn. Nhưng mà chị nói mẹ Oanh ơi, cho Oanh đi cho 500 triệu, chứ chị thà nhận con chứ chị không nhận 500 triệu. Nhưng mà căn bú, cái bệnh bú của chị nếu mà không mổ thì chị cũng đâu còn ở được với bé đâu. Chị thấy sao? Chết thì chết chứ không cho con. Rất là ngậm ngùi khi mà lần trước mà Bùi Hồ cùng với lại mấy anh em lại nhà của bé Oanh á, thì bé nói là con chỉ có mong ước nhỏ là một cái ngôi nhà cho mẹ con với lại con ở, không bị mưa gió nữa thôi. Và hôm nay thì hai anh em quay trở lại đây đó, thì cái bệnh bún cổ hôm nay của chị nó càng ngày nó càng lớn ra. Đó là một trong những cái khó khăn, nó chồng chất khó khăn đó. Nhưng mà hôm nay thì nãy giờ con chú chia sẻ con một xíu nha. Thì thật sự á, cái cô mà chú mới nói á là một cái phép thử thôi. Đó là một phép thử mà mấy cô chú muốn thử cái tình cảm của con đối với mẹ. Chứ thực sự không ai chia rẽ hai mẹ con đâu. Con hiểu không? Dạ. Thì hôm nay thì cái cô mà chú nói á có cái món quà tiếp cho mẹ con. Dạ. Hôm nay thì chú đến nha. Thiệt ra thì mục đích là chú đến cho chú biết cái căn nhà của gia đình. Thì chút nữa đây thì con giới thiệu cho con ngồi đi ha. Chút nữa đây thì sẽ con giới thiệu cho cô chú biết là nhà của bà ngoại như thế nào nha. Còn ngay thời điểm bây giờ thì mình xin chia sẻ với mọi người như thế này. Con đọc được chữ không? Dạ con chưa đọc rành. Đọc rành ha. Con ví dụ chú mở một xíu cái con đọc thử nha. Dạ. Đây. Con đọc thử đi. Cô bé bán phai hay đọc được không? Nhẹ không? Anh chia sẻ với Phong như thế này nè. Là bé thì học mới hết lớp 2 à. Thì lúc mà lớp 2 á thì đọc cái chữ nó còn vẫn còn chưa có trôi chảy lắm. Và lớp 3 thì bé đang nghỉ rồi. Lý do là không có cái điện thoại để bé học á, thì bé nghỉ ngang luôn. Nên cái việc mà bé bươn chải cùng với mẹ nên không có đọc như các bạn đã được đi học. Thôi bây giờ chú đọc con nhớ tên mấy cô chú cái con cảm ơn ha. Hôm nay thì Phong Bùi, anh Bùi Hồ cùng với anh Một Đồng có đến thăm gia đình. Thì có riêng mình thì mình có gửi cho gia đình số tiền đó là 12.480.000 đồng. Trước hết thì cảm ơn một cái bạn truyền khoản với nội dung là gửi cho bé bán khoai giá 50.000 đồng. Hằng Hà 4 triệu đồng ủng hộ bé bán khoai 200.000 đồng. Chị Thanh, anh Thanh ở quận Nhất 200.000 đồng. Quân Trang ở Mỹ 1 triệu đồng. Ở Choi Di 1.500.000. Một bạn không đổi tên 300.000 đồng. Nguyễn Thế Hùng 200.000 đồng. Úc Lượng 500. Cô Ly 200. Và một cô ở Đồng Nai gửi cho bé 1 triệu đồng và gửi cho ông lão 1 triệu đồng. Ở chú Trần Văn Thành ở Úc Châu, số tiền là 100 euro. Tổng số tiền mà mấy cô chú anh chị được gửi cho bé thì gần 12.500.000 ha. Đây, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì con nhắn nhủ gì cho mấy cô chú đi? Dạ, con cảm ơn cô chú rất nhiều đã giúp cho mẹ con với con. Mẹ con thì cũng được đi đổ mố, còn con thì cũng có căn nhà để học tập à. Đây, đây món quà mấy cô chú nè. Chị ra nhận đi. Con kêu mẹ ra đây đưa cho mẹ ha. Mẹ lớn mẹ giữ tiền được ha. Trong này có những cái cô chú chỉ là lao động chân tay thôi, giống như mẹ con cũng bán khoai ngoài đường vậy đó nha. Chú
em gửi cho chị nha, 12 triệu mấy để cho chị hậu phẫu. À, thực sự thì cái việc mổ á, nó cái khoản tiền mổ thì nó khoảng 10 mấy triệu thì mình không nói, nhưng mà khi mổ xong á, thì phải nghỉ dưỡng và hậu phẫu. Bây giờ chú Phong và chú Bùi Hồ ghé thăm hai mẹ con, thì nhân tiện đây thì con giới thiệu luôn cho mấy cô chú cái căn nhà cho mấy cô chú được rõ ha. Mời anh Hồ ạ. Trước khi mà giới thiệu về căn nhà của hai mẹ con cô bé đó, thì anh thay mặt cho chú Định trích quỹ của chú Định là 2 triệu đồng để gửi cho chị ăn uống cho có một cái sức khỏe để mà đi mổ đó chị, cho cái ca mổ nó được thành công. Em gửi cho chị 2 triệu ha. Thông tin với chị á, thì em hôm trước có ở trên clip có nói với bé Oanh về cái hoàn cảnh của mình, thì căn nhà của mình nó cũng tạm bợ và các dách dần nó rất là đơn sơ, thì em có nói là chú sẽ cố gắng để vận động cô chú anh chị sửa lại cái phần mái ở trên nhà cho mình đó. Thì sau khi mà mình thực hiện cái việc mà phẫu thuật thành công về đó, thì tụi em sẽ cố gắng, em cùng với lại Phong Bụi với lại anh Nguyễn An Giang sẽ cố gắng để hỗ trợ cho mình có một cái phần che mưa che nắng cho nó an toàn hơn nha chị ha. Bây giờ thì chắc có lẽ là con sẽ giới thiệu cái ngôi nhà của mình cho chú Phong để biết cái ngôi nhà của mình hiện nay nó như thế nào ha. Dạ. Con đi con giới thiệu. Mời con. Mời ông bà cô chú đi con để giới thiệu căn nhà của con. Nhà con sao, ai ngủ chỗ nào đâu? Con biết con ngủ ở đây. Cái xe kia là của ai? Dạ của mẹ con. Rồi ông bà sao, nhà mình sao, có những cái phòng nào? Dạ không có phòng, ở trên thì nó bị lỗng với hai là dách của người ta. Ở đây nha mọi người, đây là căn nhà tạm bợ mà chắc có lẽ là tương lai gần sẽ thay đổi lại cái hiện trạng vì nhà xuống cấp khá là nghiêm trọng. Anh Bùi Hồ và mình và anh Nguyễn An Giang sẽ tìm mọi cách để hỗ trợ cho bé để có căn nhà mới. Đây là cái ước mơ thứ hai mà đối với gia đình. Thì mình nghĩ rằng là đổi được một cái, thay đổi cái cuộc sống, đôi khi thay đổi cả một cái tương lai của một gia đình luôn. Cho nên là bé có thể là yên tâm, sau này có thể học hành tốt hơn, rồi cuộc sống của gia đình sẽ có những gà rễ mới, không còn bươn chải nữa. Thấy con? Cái vách này là của người ta nha Phong. Vách hả? Mượn hả? Mượn cái vách nhờ của người ta. Còn bên đây là cái bàn học mà bé Oanh có chia sẻ rằng là cái tủ đồ để đồ này đó là chị Hai phải mua trả góp người ta. Cái tủ này nó bị hư hết nè. Thì sao con nói cho chú Phong nghe với Oanh? Dạ cái này chị Hai con gán đi làm mua trả góp để cho con được quần áo. Cái tủ mua bao nhiêu nói chú Phong nghe? Dạ 1 triệu. 1 triệu đồng thôi nhưng mà phải mua trả góp. Mà bây giờ thì nó cũng không còn đựng được nữa. Các phần ngăn ở trên nó bị sập xuống hả bé Oanh? Dạ nó bị sập với cánh cửa của nó bị hư rồi, rất là lỏng. Cho con đi ra ngoài sau giới thiệu phần sau chỗ nấu nướng đi. Dạ. Dạ cái này là bên đây là chỗ mẹ con với mẹ con nấu ăn, còn trong đây đựng đồ. Dạ ở trên chảnh là cái máy hít làm hồng. Máy gì con? Dạ máy hít làm hồng. Máy thiết. Có nghĩa là đây nè, nó bay nè con. Máy tôn đó ha. Máy tôn bị sập rồi. Nó bị mưa nó đập, bé Oanh nói là mỗi lần ở nhà thì rất là sợ mưa, cái nó đập nó không biết bay lúc nào luôn. Dạ. Con nghe sao giới thiệu cái chỗ nấu nướng nè, lúc trước nè. Dạ chỗ này mẹ con nấu nướng cho mẹ con với mẹ con ăn. Trong đây là nhà vệ sinh. Cái nhà cũng tương đối ha, như vậy thì cũng đủ cho mọi người hiểu rõ hơn. Thôi bây giờ hôm nay ghé thăm thì anh Hồ nói lời kết đi ha, để cho gia đình nghỉ ngơi tại vì nhà cũng đang buổi giờ trưa nữa. Hôm nay thì hai anh em có dịp về lại cái căn nhà của bé Oanh 8 tuổi bán khoai cùng với mẹ đó. Tình hình sức khỏe của mẹ thì hiện nay thì cũng khá là yếu và chỉ còn vài ngày nữa thôi thì sẽ thực hiện một cái cuộc phẫu thuật để mà cho hai mẹ con có thể trở lại đi bán cũng như là quay về cái hoàn cảnh của gia đình của hai mẹ con bé đó. Đồng thời là thay mặt Mạnh Thường Quân của kênh Em Phong Bụi với lại kênh Buôn Hồ hỗ trợ cho bé một ít chi phí để mà mổ rồi cũng như là sinh sống trong thời gian sắp tới đó cô bác quý anh chị. Thì cảm ơn cô bác quý anh chị nhiều và để kết thúc clip này đó thì bé Oanh sẽ nói một lời nào cảm ơn cô bác quý anh chị ha. Dạ con cảm ơn cô bác quý anh chị đã giúp đỡ hai mẹ con có một căn nhà ổn định thì mẹ con được đi mổ, bố con rất cảm ơn. Mọi người ơi nhớ like với đăng ký cho Bùi Hồ với mọi người. Chứ Phong Bụi nữa nha mọi người. Rồi tạm biệt con ha. Dạ. Tạm biệt con ha.
Hai mẹ con đi đi lên trên.